Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ lô cái quần què. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục chờ môn sẽ có hai online cùng hai cái ông này, và lúc nào cũng có cái ông cái thằng cha Amazon kia. Ok, còn nhân vật mình là QT Girl, mình vẫn chọn con ý để đánh thôi. Và đây là quest số 98 đi bạn. Nghe ông ấy quảng cáo là quest này nó dài, ông chắc là thích cái gì dài phải không? Mình sẽ đi quest dài. Biết là có gây tiếng ồn không? Mình quên là chưa tắt cái loa gây ồn cho các bạn chửi cho bỏ mẹ. Ôi giời ơi, cái gì vậy? Đồng cỏ mênh mông à? Một cái gọi là bãi chiến trường lắc à? Đùa chứ, vừa nãy mình hốt có sao đâu, bây giờ đến ông kia hốt thì bây giờ lắc. Ơn giới vâng, cái quét gì thế này? Đánh với sếp bộ hung à? Ở dạng môn, dạng một là cái dạng Sida nhất đấy. Ôi giời ơi, hình như có hiện tượng lag rồi. Tôi thấy cái ông meo meo là ông đứng im từ lễ giờ. Ôi giời ơi, không ra mình vẫn đánh được, mình không lag là tốt rồi. Còn không biết là ông như thế nào. Ôi giời, đứng im này. Ôi giời, đứng im cho mình ăn này. Tuyệt vời. Ôi Lộc cứ đánh thằng nào ấy. Mình thì không đánh mình. Ôi mày quá, mày quá. Đấy đúng rồi, cứ chạy đi. Rồi ông tôi biết là tại sao rồi, ông kia. Rồi tôi không nhìn thấy thằng cha Amazon đâu cả. Và không biết là nó tăng hình đến chỗ nào. Khá là vui. À đây, tôi thấy rồi. Họ ra là đang hấp diêm cái thằng Lost Slug này. Tưởng làm gì? Hình như ông kia lag out rồi. Chỉ còn tôi với ông Amazon. À đây rồi. Vẫn đây, thanh niên này bay đây. Cái này kỳ thế. What the hell? Thanh niên meo meo. Rồi. Lại pha được game thần thánh của cái địch. Cái địch. Ok, nó không chú ý đến mình là tốt rồi. Và mình quất cái thằng Cooler này. Cooler. Ôi. Cái thằng ông Amazon ông cầm ông Gohan. Tôi tưởng là chết luôn rồi kìa. Yếu vãi cả trưởng ra. Thế mà ông quét là bỏ quét khó. Khó. Chắc nó chỉ ra thôi nhưng mà nó không khó, đúng không? Rồi 3-1, không trộn cũng què. Rồi lag kìa. Cái hiện tượng rất lag, nó đang... Nói chung là về phía mình thì mình vẫn đánh ok, không lag mấy. Nhưng mà mấy ông kia thì không biết thế nào. Đấy, thanh niên meo meo. Chí đứng ngoài nhìn hóng. Thanh niên.
Bét ở học. Rồi, định định break style nhỉ. Thanh niên Amazon. Rồi. Mạng gặp mục. Cái cổng đâu rồi nhỉ? Đây đây đây. Rồi, còn thằng cha nào đang đứng. Rồi còn đang vẫn đối công cơ. Kinh quá cơ. Người xây ra. Các thanh niên toàn chơi xây ra. Hy vọng là đủ thời gian để hoàn thành xong cái quét quần què này. Ôi dồi ôi. Turn left. Turn left. Easy lắm, đánh mấy thằng này easy lắm. Có hiện tượng mà là hơi bị giật giật. Ôi rồi ôi, tôi bị break rồi. Mày ngoài không đánh mình. Bạn đây, bạn đây, bạn đây, bạn đây, bạn đây, đừng đánh em anh ơi. Anh đẹp trai à. Em, à đây rồi, mình đã hồi lại mana, phải xoắn. Nào, đánh nhau tiếp. Trời ơi, bên cái map này, là hiện tượng giật lát nó lại. Tôi không hiểu sao cái map này nó lại cái FPS lại xuống đến mức gọi là thấp như này. Đánh. Thì meta đánh bọn kia kia đánh gì em? Đánh thằng Amazon đi kìa. Động phụ. Các thanh niên đói rồi nhỉ. Để thằng meta hấp riêng mình như này. Ồ may quá. Thằng Zenaba kia nó còn đứng ngoài nó hóng cơ. May mà không vào sổ mình nữa thì cũng đi. Đi viện 108. Chết giờ. Ôi ngon. Đừng phát break. Chết đây. Tụt. Tụt kinh hồn. Công nhận. Nâng mắc Kiblan thế đây các bạn. Ôi trời ơi. FPS nó xuống sao lại. Không hiểu lý do gì mà FPS nó lại. Có vẻ như là hơi thấp thì phải. Nhìn nó. Rồi. Xong rồi. Hình ít luôn rồi. Clear luôn. Không có hiện tượng gì. Định mệnh thằng Sao lại kêu quét này là quét khó nhỉ. Mình có thấy khó gì đâu. Rồi. Thật là đáng buồn. Ok, chúng ta tiếp tục với cái Impermission. Mình sẽ là đánh dễ khi đánh Impermission. Này thử đi đánh xem nào. Ok. Chọn cái gì đây? Chọn thằng này đây. Ok, mấy nhân vật mới này mình hướng dẫn các bạn cách lấy rồi, các bạn có thể tham khảo lại. Mình chọn Mimira. Ôi dồi ôi, lại lốt đình à? Không biết là đình bao giờ xong đây. Ok. Cái thanh niên meo meo là hình như là ông nào nhảy vào đây. Không phải là ông. Thật sự là rất khó hiểu. Ok.
Và quay trở lại với Ismer Mission của chúng ta thì nhiệm vụ là phải đánh cái con này. Thân nhiên mèo mèo, hy vọng là không bị lag. Ôi dồi ôi, làm đuôi nào. Nhấp. Trời ơi, lâu lắm rồi không nhấc đuôi khỉ này. Ờ, sao nó trâu nhỉ? Con Mira này nó có trưởng quần què như đây, thì khá là kinh. Nhấp. Rồi. Con này không có vận công rồi. Đánh này thì cũng mệt đấy. Quấn này, đâu là loại quấn nhỉ? Cái trường này là cái trường bão đấy. Xoay. Pillar Storm. Sao con này nó trâu chó nhỉ? Các bạn thấy nó trâu chó. Đánh con này đi đánh khỉ không lợi rồi. Anh em cố lên anh em. Sổ nó nhanh anh em nào. Ôi dồi ôi, nó khỏe đấy. Cái quả cầu này ghê đấy. Đúng rồi, xoáy vào chỗ ý rồi. Còn cái emotion nó không. Ok, đây gì đấy? Sao nhanh đấy? Ôi, đứng thứ hai kìa. Thanh niên. Quá lèo. Liền B. Vâng, tiếp tục cái Xper nào. Lần này chúng ta có 4 đồng chí, mình và ba ông nữa. Vậy lại cái map này, cái map này dễ bị FPS tù lặng vì cái map này nhìn nó rộng. Đấy đi ngay mà. Đánh bại Broly, một con trâu thực sự. Nhưng mà phải lag à? Mình đùa nhá. Mình đùa. Đánh nó không. Đánh nó không thả bạn. What the hell. Và một thanh niên dùng Pillar Storm. Và các thanh niên đánh này, mình sẽ bồi thêm skin vào cho. Toàn skin nghe trâu phải chết rồi. Vâng, 69 hit rồi. Tuyệt vời, 70-71. Anh em đánh ghê vậy. Cố gắng làm 100 hit nào, Z hit nào. Rồi, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy 86-87. Tuyệt vời, 9. Vâng, được Z hit rồi. Lâu lắm rồi tôi lại thấy Z hit. Quá là tuyệt vời. Vâng, vẫn tiếp tục được duy trì cái Z hit. Vâng, 4-1. Không, lần 5 đánh 1 mới đúng. Quá là tởm. 5 thằng, 5 riêng 1 thằng. Thế gọi là hơi bị bất công đánh Broly. Ồ, nhưng mà hai thằng máy nó ra đi. Thằng ông meo meo nữa. Có lẽ là vì đứng quá gần Broly chắc. Đây là cái tội ham ăn. Ham ăn nó rất dễ chết các bạn. Đừng có đùa. Đồ nhổ cho cái thì... Kêu kìa. Ôi xó ơi, bắn trưởng một lúc rồi, lúc sau mà bị đơ kìa. Không đi được. Rồi, tôi sẽ thử... quay đi cứu vào mấy ông kia này. Chết thảm quá.
thanh niên các thanh niên rồi. Ôi giời. Ôi giời ơi, nó đánh tôi bà gọi đó. Một cú đấm của nó mà. Ôi, khỏe vãi trường. Thằng nào không vào spam thì Miller Storm kinh thế. Rồi out luôn. What the hell. Thanh niên hốt. Quá đáng buồn. Đang hay thế gì nào. Chán.